thân ở đời như hoa ưu đàm bát bạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời như hoa ưu lớp Chuyên khoa A-Ti-đàm hôm nay mời đại chúng lắng nghe bộ môn A-Ti-đạt-ma câu xá đề tài Hai Giải Thoát. Các vị lật trang 481, nội dung Hai Giải Thoát hai giải thoát đó là gì? Đó là câu phần giải thoát và tuệ giải thoát. Chúng ta đặt câu hỏi vậy thế nào gọi là câu phần giải thoát? Thế nào gọi là tuệ giải thoát? Được chưa? Từng câu, từng ý, từng từ rất là mạch lạc hai câu kệ trả lời cho chúng ta đất diệt đó là câu giải thoát và ngoài ra thuộc về tuệ giải thoát đất diệt câu giải thoát ngoài ra tuệ giải thoát trả lời rất là gọn như vậy bây giờ chúng ta phân tích một chút bậc a à la hán đất diệt tận định được gọi là vị câu phần giải thoát. Vì bằng lực của tuệ và định mà giải thoát phiền não chướng và giải thoát giải thoát chướng. Ngoài ra là tuệ giải thoát vì bằng lực của tuệ duy chỉ giải thoát phiền não chướng mà thôi. Chúng ta hình dung chúng ta như một người lầm lỗi bởi vì tâm buông lung theo những vọng niệm xấu ác. Vì vậy chúng ta phát tâm học đạo thọ giới tu niệm. Chúng ta mở ra tiến trình rời khỏi những dục ác bất thiện. Đó chính là những tâm lý tham dục sân nhuế, hôn trầm thủy miên, trạo cứ ố tác và nghi ngờ. Chúng ta rời khỏi các dục ác bất thiện này chúng ta dần đi vào ở trong sơ thiền. Sơ thiền do ly sanh mà đạt đến hỷ lạc. Nhưng tâm chúng ta lại lại nếm cái vị ngọt của hỷ lạc này cho nên lại tiếp tục khởi niệm tu tập viễn ly nữa để đi vào định và trong đó có sự hỷ lạc do định sanh chúng ta lại nỗ lực rời khối những thú vui an lạc ở trong định đó mà chúng ta đi vào ở trong trạng thái thái gì? Trạng thái gì? Trạng thái diệu lạc Bồ đề. Đó chính là cảnh tam thiền. Mà ở trong tam thiền tâm chúng ta lại dễ dàng say đắm ở trong vị ngọt của thiền. Do vậy, khởi tâm viễn đi tiếp cho đến xã niệm thanh tịnh. Và dần dần từng bước từng bước lên tới tận cõi trời hữu đánh. Đó là cõi trời cao nhất mà chúng ta gọi là cõi vô sông thiên. Và ở tại vô sông thiên đó tâm chúng ta lại tiếp tục nỗ lực thiền định để rời khỏi vọng niệm đến chỗ không còn bất kỳ một loại cảm thọ nào sinh khởi đây gọi là diệt thọ tướng định. Đắc quả A à La Hán được chưa hả? Như vậy, đắc A à La Hán đạt đến diệt tận định gọi vị đó là câu phần giải thoát Câu phần giải thoát nghĩa là sao? Nghĩa là khả năng giải thoát của vị này hiện tiền. Bất cứ đâu, làm gì, co, dũi, nối nín đều nằm ở trong pháp vị giải thoát. Đây gọi là câu phần giải thoát. Vì sao vị này đạt đến trạng thái câu phần giải thoát như thế? Bởi vì vị này sử dụng hai sức mạnh đây gọi là vì bằng lực của tuệ và định mà giải thoát phiền não chướng và giải thoát giải thoát chướng có hai chữ phiền não chướng và giải thoát chướng chúng ta hiểu ngược lại tức là chướng ngại do phiền não và chướng ngại do nghiệp lực muốn giải thoát khỏi chướng ngại do phiền não sinh ra chúng ta phải sử dụng trí tuệ đây gọi là sức mạnh của tuệ chỉ có phát triển trí tuệ chúng ta mới có thể giải thoát khỏi chướng ngại do phiền não gây ra hay nói cách khác, vô minh là môi trường sinh ra bao nhiêu thứ phiền não. Thấp sáng trí tuệ, bóng tối vô minh tan biến, ở trong đó phiền não không thể sinh khởi. Ai muốn giải thoát phiền não phải tăng trưởng trí tuệ, đạt đến chỗ viên mãn của trí tuệ thì không còn bất kỳ phiền não nào xuất hiện nữa. Hiểu điều này chưa? và do vậy mà chúng ta học đạo là điều đương nhiên là điều học tới suốt đời bởi vì tâm chúng ta vô minh lớp lớp học đạo càng lâu càng nhiều thì chúng ta càng giải thoát khỏi bóng tối vô minh do vậy mà phiền não không thể gây chướng ngại chúng ta được đây gọi là giải thoát phiền não không chúng ta lưu ý không có bất kỳ con đường nào khác muốn giải thoát phiền não mà thiền định không thể giải thoát được thiền định lúc đó nó chỉ trấn áp phiền não chẳng khác nào lấy đá đè lên cỏ đá lọt ra cỏ tiếp tục mọc lên bởi vậy mà có một số phật tử chúng ta thấy cuộc đời phiền toái đi tìm chỗ ngồi thiền nhưng hết ngồi thiền bước ra khối cái, cái cái phòng thiền đó thiền đường đó thì chúng ta lại thấy phiền não tiếp tục sinh khởi và người ta sợ quá cho nên người ta tìm lấy một cái chỗ có hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió yên ả đừng ai quấy rầy mình mình làm ăn có một số tiền mình có một cái phòng mình có đầy đủ mọi tiện nghi cái đầy đủ sự chăm sóc sức khỏe như vậy mình lo tu tập tối ngày mình không thấy phiền não và mình bước chân tới chùa mình thấy phiền não quá rõ ràng không phải sinh phiền não sinh ra từ chùa mà sinh ra từ tâm của chúng ta mà tại sao chúng ta ở nhà ngồi thiền không thấy phiền não bởi vì chúng ta đang đề lên có mà đi đến chùa thì lúc bây giờ phải mở ra chứ phải lật cái 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 viên đá nó lên thì thấy có mặt tua tua lên và chúng ta cứ hờn trách là cái chùa sao nhiều phiền não chúng ta trách sai cái môi trường rồi môi trường phiền não từ trong tâm mình chứ không phải từ chùa rõ chưa hả đây là một số nhầm lẫn có nhiều phật tử tăng ni và đặc biệt là có một số phật tử một số Phật tử xuất gia trung niên đó Nhưng vì ít học đạo đó Là sẽ bị cái này Tức là làm ăn mình có một số cái tài sản đó Rồi cái mình nghĩ mình học một hai câu kinh Từ các ban giảng Đọc sách Mình cũng hiếu vậy Cho nên dạy gì đem thân đưa vào ở trong chùa Cho bao nhiêu người nước qua nó lại Cho nó phiền khi nào mà người ta nói mình hết phiền ấy mới gọi là hết phiền não chứ Hiểu chưa hả? Mà người ta mà còn nói mà còn phiền là biết là phiền não còn tiềm phục Nó còn ẩn nấp ở trong đó đấy. Nó, người ta nói ở ngoài chẳng là duyên thôi à, Ví dụ như giờ mình có cái nhà người ta đốt nhà nó cháy không? Không có nhà người ta đốt cháy không? lại <laughs> đầu cháy phải không à? <laughs> thế thì dạy là mình 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 không còn cái nhân phiền não thì người ta có đêm duyên tới nó cũng không cháy được phải không hả? À, mình biết như vậy nhưng cũng khó lắm khó tu lắm do vậy cho nên mà tại sao vậy hả? tại sao mình khó tu điều này? không phải bởi vì mình thiếu trí tuệ hồi sớm cho mình học mình hiểu rằng á là đây là là phiền não chướng do thiếu trí tuệ vậy muốn đoạn trừ cái chướng ngại do phiền não sinh ra thì phải tăng trưởng trí tuệ lên thép sáng trí tuệ lên hiểu chưa hả mà không có trí tuệ thanh tịnh nào bằng là chúng ta học kinh điển kỳ diệu lắm đừng có coi thường điều này kỳ diệu lắm lời lẽ thánh giáo của đức như lai nó ảnh hưởng nó thanh tịnh trong ba cõi thấy nó vậy đó một cái nhà nhà văn viết là một cái án thi văn đạt giải Nobel à, hoặc là một vị thầy có thể là dùng tất cả thánh giáo Như Lai like, biên tập lại thành một cái luận án, một cái đề tài nào đó siêu việc. Nhưng thưa các chị cho vui vậy cho nó cũng không có tình bằng là là tam tạng. Là vậy đó. Cũng bao nhiêu con chữ đó cũng nghĩa lý như vậy. Nhưng mà hệ tâm phàm làm thì nó không có tịnh thành ra các vị kiết tập đó đều là những vị thánh là vậy đó nó kỳ diệu cũng là ngôn ngữ nhưng mà các ngài đầy trí tuệ vô lậu cho nên đọc kinh biên tập từ các ngài chúng ta loại trừ giảm thiểu loại trừ phiền não chướng như vậy thì nói tóm lại muốn đoạn trừ chướng ngại do phiền não sinh ra phải phát khởi trí tuệ được chưa hả? Và bây giờ muốn giải thoát khỏi cái cái nghiệp lực trối buộc chúng ta phải làm sao? Chúng ta lại phát triển định. Chúng ta có học chừng nào đi nữa, có thông thái chừng nào đi nữa, chúng ta cũng không thể nào đạt đến cái chỗ là giải thoát, giải thoát chướng. là bởi vì chúng ta thiếu định cho nên cho nên gì bị nghiệp lực chi phối sự giải thoát nghiệp lực chi phối sự giải thoát thì chỉ có phát triển định lực mới có thể là đạt đến chỗ giải thoát giải thoát chương hình dung được không điều kỳ diệu là vậy đó hồi sớm cô 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 hiền viên có thưa với thầy là có một bạn phật tử có một bạn phật tử à, thuê một cái văn phòng và à, và dọn vào tự nhiên lỗ tai nghe tiếng con nít nó khóc và xin đồ ăn do vậy mà bạn phật tử này à, tự mình làm cái cái đàn nhỏ nhỏ giống như là thí thực, thì sau đó thì không thấy khóc nữa. À, nhưng mà nó cũng còn những cái vấn đề phức tạp khác có thể ảnh hưởng tới tâm thức. Nhờ làm sao? Thưa với thầy, thầy khuyên rằng hãy đếm hơi thở, quan niệm hơi thở. Tại sao? Bởi vì vị này nghe được hoặc là có những sự chi phối như vậy bị chi phối như vậy đó là do nghiệp lực đúng không mà muốn như là là gì là không giải thoát do nghiệp lực chi phối thế thì muốn đến chỗ là giải thoát khỏi sự chi phối bởi nghiệp lực đó vị này phải phát triển định lực mà không có định lực nào nhanh chóng bằng là đếm hơi thở hơi thở vào hơi thở ra đếm một cách rất là sâu sát như vậy thì định lực nó tăng trưởng nhanh chóng định lực tăng trưởng nhanh chóng ngay lúc đó giải thoát khỏi giải thoát chướng thấy chưa hả nhưng mà chúng ta không có hiểu chúng ta nghĩ rằng đếm hơi thế cái phép cái pháp này nó không có gì gọi là linh thiêng trì chú trì thím gì đó linh thiêng hơn và giá như có trì chú trì thím gì cũng là đỡ tăng trưởng định lực hễ định lực phát triển thì chúng ta chữa được cái bệnh chướng ngại do nghiệp lực gây ra chữa được cái bệnh chướng ngại do nghiệp lực gây ra chúng ta gọi là giải thoát giải thoát chướng thấy chưa hả à, chân lý nó rất là dễ hiểu như vậy đó cho nên nhìn thấy cái bệnh là cho cái viên thuốc đừng có coi thường cái viên thuốc đó phải uống vào thì mới có tác dụng do vậy mà vị a la hán đích diệt tận định được gọi là câu phần giải thoát vì bằng lực của tuệ và định. Hay là hát đạt đến hai trạng thái cả tuệ và cả định. Cho nên ngài giải thoát phiền não và giải thoát giải thoát chương. Tuyệt vời chưa hả? Chúng ta học hỏi được gì không? Hả? Qua qua đạo lý này chúng ta học hỏi được gì không? À, chúng ta thấy mình bị chướng ngại bởi nghiệp lực hay là bởi gì? Bởi phiền não. À, bực bội quá, phiền não quá, là biết mình là vô mình. Này. Còn, còn ma đưa lối quỷ dẫn đường, đó là gì? Nghiệp lực. <laughs> đó. Cho nên là, là chúng ta hiểu rằng là muốn giải thoát khỏi nghiệp lực là phải phát triển định muốn giải thoát khỏi phiền não thì phải à, tuệ định và tuệ hai phương diện như vậy là thành công. Tăng trưởng nó lên tùy theo sức của mình, khi mình đã biết nó như vậy rồi thì mình liệu đó mà mình phát triển. Ví dụ như kinh điển Tam tạng các vị học hôm nay gần 10 năm mà thông chưa? Chưa thông. Nhưng mà chuyện nhà, chuyện cửa của các học viên trong lớp thì thông không? À. Thông hết trong cái cho đỡ nơi hồng. À, còn ai, cháu ai làm người gì, bao nhiêu túi, tính cách làm sao, cho thích làm sao là thông hết trong á à. <laughs> Đúng không? À, chúng ta sao vậy hả? Nghiệp, nghiệp lực. Nghiệp lực đó là nghiệp nhiều chuyện, đúng là nghiệp lực. Nghiệp lực mà. Là cứ nó, nó, cái nghiệp đó là nghiệp gì hả? cái nghiệp à, nối những lời không thích hợp, những cái nghiệp mà vọng ngôn ý ngữ, cái nghiệp phan duyên, gặp duyên nào thì phan theo duyên đó, mà không có để ý rằng cái duyên đó thực sự nó vô bổ đối với mình, thậm chí nó làm cho mình thêm phiền phức. như vậy nhưng mà mình lại không có để ý, có khi mình nghĩ như vậy gọi là xã giao Như vậy gọi là vui nữa là khác Đúng không hả à, Hồi xưa anh cơm Ở chùa có ông chú ông Tới ông tù Ông đến một bữa thôi là không bao giờ tới nữa Ông nói anh bữa cơm như ngục tù Anh gì mà Đông đen người mà im ru Con mũi nó bay à, con rùi nó bay cũng biết luôn ăn uống gì mà khổ dữ <laughs> ông nói như vậy đó tại sao đối với ông anh là phải làm bàn tán rồi nói chuyện rồi ghép bỏ rồi mời chào đó, nó gọi là anh ấy, nó vui còn anh đó là vui còn anh ấy, cái gì mà cứ ngồi im ru phần ai nữa anh cứ củi anh giống như là nhức tâm anh <laughs> thì tự, tự nhiên là sao là nó, nó chán không Cho nên cái tâm cái tâm nó chạy theo vọng đó chạy theo cái nghiệp Chạy theo nghiệp thì cái loại này là phải định thôi mới dứt được. Không cách nào dùng tuệ mà dứt được. Phải định. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn thấy như vậy rồi thì biết là mình nên mình nên tu tập như thế nào. Nhìn thấy nghiệp của mình như thế nào thì mình tu ở cái địa phương diện đó. Ngoài ra là tuệ giải thoát vì bằng lực của tuệ duy trì giải thoát phiền não chướng đến chỗ đây cái câu trước chứng minh à, khẳng định sự giải thoát toàn diện của a la hán và câu sau là nói đến sự giải thoát gì giải thoát một phần chỉ là trên phương diện phiền não thôi đó là do tuệ lực của tuệ cho nên giải thoát phiền não đó cũng là lý do mà tại sao trong tâm của các vị có những có nhiều ưu phiền sau khi tụng kinh học pháp thời gian tự nhiên thấy mình lòng mình nó nhẹ đi nó cởi mở hơn nó tháo gỡ một số điều mà trước đây mình khó chấp nhận có đúng vậy không hả à, chính cái điều khó chấp nhận đó nó sinh phiền não và bây giờ đây tuệ nó phát triển lên cho nên cái phiền não kia nó rơi rụng xuống và chúng ta đã thấy cái thuốc đối trị chưa à, Sau này các vị hướng dẫn cho người khác Không nhất định gì là phải dùng Đức Phật dạy Không nhất định phải dùng chữ dạy đâu Chỉ thấy được là người ta bị phiền não Thì phải hướng dẫn người ta giải pháp để tháo gỡ Còn thấy người ta bị cái loại nghiệp thì không thể nào phân tích được Không thể nào giải thích bằng lời nói được chỉ có khuyên người ta một giải pháp thiền định thôi Mà thiền định thì cũng chẳng cần nói thiền Chỉ cần nói người ta là hãy ngồi nhìn hơi thở ra vào Như vậy cũng được rồi Miễn bàn tôn giáo đi Đôi khi đem chữ Phật ra cho chắc gì người ta thích đâu Nhất là những người khác tôn giáo của mình Thì họ không có thích là, là tin Đức Phật mình đâu Nhưng mà họ vẫn bị đau khổ đó Họ vẫn bị phiền não đó cho nên mình hướng dẫn cho người ta giải thoát khỏi phiền não như vậy là thành công rồi thành ra ở đây chúng ta đọc một đoạn nhưng mà trong đây chỉ dẫn rất là rạch rồi cái phương thức tu tập cho chúng ta bởi vậy cho nên Thế tôn có nói rằng đoạn năm phiền não thành pháp không bị lôi kéo được gọi là học viên mãn Phiền não không thể lôi, không thể kéo. Dùng chữ lôi kéo thì sao hả? Mình đang đi, nó lôi đi. <laughs> nó ném đầu, nó kéo đi, gọi là lôi kéo, phải không hả? Nó đúng như vậy đó. Một cái hình nào đó, một cái vật nào đó mà bị lôi đi, bị kéo đi, thì chúng ta hiểu rằng cái vật bị lôi kéo đó, nó không có được thoải mái. Nó không có được tự tại. Đấy. Vì vậy cho nên chúng ta bị phiền não lôi kéo tâm của mình, cho nên làm cho mình bị đảo điên không có được tự tại và cái gì làm cho chúng ta lôi kéo chúng ta năm triền cái năm triền cái tức là là đối tượng nó lôi kéo và quá trình lôi kéo tạo ra phiền não năm triền cái đó là à, là tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên, Trạo cứ ô tác và nghi. Năm anh này phải nhớ tên năm anh này thật là kỹ. Năm anh này tức là năm anh dẹt... À, nó gì? Nó trối buộc chúng ta ở trong cõi dục này không rời khối nối, đừng nói là lên trên thiên đàng. Như vậy thì đoạn năm phiền não tức là đoạn năm hạ phần kiết sử. Do vậy thành pháp không bị lôi kéo sung sướng chưa hả dùng chữ này rất là hay tức là thành cái pháp không bị lôi kéo tức là trong tâm chúng ta thành tựu cái pháp mà không bị năm truyền cái đó lôi kéo không có nó không có kiết sử mình được nữa ví dụ như thế này nó cái việc đó là cái việc đáng giận chứ à, như vậy thì chúng ta nghĩ như sao hả? chúng ta cho một thí dụ ví dụ như bây giờ một con bò mà nó bị người ta xóa mũi dắt dây đến cái lò sát sinh mà nó cứ ngoan ngoãn nó đi theo đi theo như vậy á thì có bao giờ nó thoát khỏi được cái sợi dây đó không là nó phải bị chết ở trong lò sát sinh phải không còn nếu như chúng ta bị ai bịt mắt dắt đi chúng ta chưa có kháng cự được nhưng trong tâm chúng ta rõ ràng là muốn thoát khỏi. Có đúng vậy không? Nếu tâm chúng ta muốn thoát khỏi, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội. Còn khi chúng ta không có muốn thoát khỏi, thì chúng ta có đón nhận cơ hội không? Ở đây cũng như vậy. Khi chúng ta nói giận là tham dụng sân nhớ, sân nhớ nó là loại kiết sử, nó trối buộc tâm của chúng ta. Mà chúng ta nói, việc đó đáng giận, hiểu chưa đó, mình nói một câu là mình hiểu liền mình hiểu liền là là trong cái đây gọi là cái suy nghĩ đó gọi là điên đảo là tà kiến tà kiến tức là cái 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 thấy cái biết sai với chân lý sai với an lạc sai với hạnh phúc cho nên gọi là điên đảo tà kiến mà người hành điên đảo tà kiến là người tự đoạn thiện căn mà thiện căn bị đoạn đi thì chúng ta sẽ trôi vào ở trong ba cái môi trường thích hợp với nó đó là địa ngục ngạ quỷ súc sinh tùy theo cái mức độ chi phối của nó như vậy thì ở đây chúng ta đoạn được hết tên năm kiết sử hạ phần thì chúng ta không bị lôi kéo ở trong dục giới và học đến đây chúng ta gọi là sự học viên mãn Như vậy thì chúng ta học cái gì để đến chỗ viên mãn? Chúng ta học bao nhiêu kiến thức khoa học nó có đoạn trừ được được năm truyền cái này không? Không, cái học đó vậy có viên mãn không? Chúng ta biết nó không viên mãn. Chúng ta học tất cả mọi thứ, mọi kiến thức ở đời tất cả các ngành khoa học chúng ta học hành rất là cực khổ chứ không có dễ dàng chút nào mới thông suốt được nhưng mà cái học đó thật sự nó không đưa đến chỗ viên mãn nó chỉ đem đến một chút cái hạnh phúc do tiện nghi đầy đủ mà thôi và đằng sau cái tiện nghi đầy đủ đó chúng ta còn phải đối diện với vô số những khổ não khác cho nên cái học này không phải là cái học đưa đến viên mãn. Học cái phương pháp nào mà đoạn trừ năm trường cái, đó mới chính là sự học viên mãn. Cần những yếu tố nào để bậc hữu học vô học được gọi là hoàn mãn? Đó là cần do đánh trí kinh và quả Đánh trí là cái trạng thái diệt tận định của a la hán kinh là do lợi kinh hay độn kinh quả là do cái quả giác quả nào quả hữu học hay là quả vô học hữu học được nối là là mãn ở đây chúng ta thấy sự viên mãn của hữu học có ba do quả căn và đáng trí cái vị đáng trí này á, là là vị gì à, chúng ta hiểu viên mãn do quả là sao chúng ta ở quả tu đạo hoàng viên mãn chưa tại sao chưa bởi vì nó còn trở lại. Nếu như nó viên mãn thì không còn trở lại. Mà nó trở lại tới bảy lần trong sanh tứ. Và chúng ta đã hiểu cái cái điều kỳ diệu của vị à, cái vị à, gọi là chúng tánh thanh văn đời thứ bảy. Chúng ta không có gì ngạc nhiên ở trong chúng tánh thanh văn đời thứ bảy. mấy sư minh tuệ trung tánh nào hả hả chúng ta có thể dựa trên lý thuyết của chúng ta suy đoán mà suy đoán thì có thể nó sai nhưng mà chúng ta vẫn có thể suy đoán chứ chúng ta vẫn có thể chiêm nghiệm chứ có 500 vị độc độc giác họ tu ở trong rừng và họ khoác áo cải sa ba y bình bát, họ sống y như là trang phục của đức Như Lai. chúng ta thấy Tôn giả A à Nan thấy vậy mới bạch hối Phật, bạch Thế Tôn ở trong cánh rừng đó có 500 vị thanh niên họ tu tập như vậy mà rõ ràng con biết họ không phải đi theo đức Thế Tôn không phải là tỳ kheo tăng. Nhưng tại sao họ có cách sống trang phục giống y như là tỳ kheo tăng? và họ cũng có xấu căn tịch tịnh khổ hạnh trang nghiêm lời lẽ thì dĩ nhiên cho không có được khai thị trong thánh giáo cho nên họ ăn nói nhiều khi nó chưa có hợp tình đạt lý trong học thuật nhưng tại sao có chuyện lạ như vậy thế tôn khẳng định đó là chúng tánh thanh ven đời thứ bảy tức là cái là gì Bấy đời trước đây họ đã chứng được sơ quả tu đạo hoàng và do việc chứng được sơ quả tôi Đạo hoàng tái sanh lần đó lần thứ bảy mà chúng tánh của họ là họ không bao giờ ở được ở nhà thơ tục trong một thời gian thôi là họ phải tự rời khối mà cái gì mà 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 phi pháp phi luật là họ không thế nào họ đi theo được bởi vì cái sức tịnh trong tâm của họ như một dòng cháy tự nó trôi đến như vậy đó và đặc biệt là họ không thế nào mặc quần áo giống như người thơ tục họ tự nghĩ họ tự nghĩ một cái trang phục nào đó đặc biệt họ cũng không chấp nhận bất cứ trang phục nào của ngoại đạo tức là của các tôn giáo họ cũng không chấp nhận nhưng mà có những con khỉ thấy đức như lai mang y kaisa ôm mình bác khỉ kia bác trước con này bác trước con kia và cái hình ảnh đó lại theo những cánh rừng lan tỏa tới. Và các vị nhìn thấy cái hình ảnh ba y cây sa của Như Lai là là y phục thanh tịnh giác ngộ của đón giác ngộ. Đó là cái thế thức của mười phương chư Phật. Bởi vậy mà các vị đó tự họ sẽ thuận theo sự thanh tịnh. Và chúng ta cứ nhìn xem ở trong cuộc sống chúng ta thấy ai có xu hướng đắm nhiễm ở trong mặc dầu là người tu rồi nhưng mà có xu hướng cứ đắm nhiễm ở trong sắc phục của thế tục là chúng ta biết trong tâm của họ tràn đầy nhiễm ái thời gian. còn một người ở trong sự tu tập họ không có chịu nổi họ không chịu nổi họ lấy cái mũ mũ cò họ đội lên họ chịu không nói đâu đừng nói là tùy là tùy phương tiện tại vì nó không chịu nối chứ không phải là tùy phương tiện ai đội mũ cò đừng trách thầy ném đá thầy nói theo pháp thôi hả mũ cò là cái, mũ có viên cái, cái giền trước đây này muốn là cái mũ hoàn toàn lưỡi trai đấy mũ đó là hoàn toàn là mũ của người cư sĩ không phải cái mũ của người của người của của, của người cái cái, cái cái pháp phục của người xuất gia nên là cho nên từ từ trong tâm nó như vậy đó từ trong tâm nó như vậy chứ không có ai bảo ai bởi vì đặc biệt cuộc sống Mỹ tự do thì đâu có ai nói ai được nhưng mà trong cái chúng tử tình ấy, nó không chấp nhận nổi là vậy đó thành ra thành ra có những trường hợp mà chúng ta có thể suy đoán biết đâu có vị chúng tính Thanh văn đời thứ bảy thì sao họ cũng trang nghiêm trong cuộc sống các tổ chức không có giữ chân họ được bởi vì nó có cái xu hướng là thuận theo thế tục mà họ chúng tính thanh văn đời thứ bảy thì họ muốn ra khối cho nên tự nó đẩy cái tâm nó, nó nó dẫn họ đi ra như vậy và họ cứ làm như vậy họ thấy an lạc à, như vậy thì ở đây chúng ta thấy nó kỳ diệu không à nó kỳ diệu và các vị cũng có thể đạt được là là sơ quả không khó khăn điều kiện của sơ quả là gì năm yếu tố gì không phải truyền cái nằm kiết sử thứ nhất là gì tham dục sân nhớ bại thân kiến giới cấm thủ và nghi bây giờ chúng ta thuận theo thánh giới của như lai là chúng ta tránh khỏi những cái nguyên tắc sống không có chánh pháp chúng ta đạt đến phi giới cấm thủ được chưa hả? Rồi thân, rồi thân kiến là cái quan điểm sai lầm và một tự ngã. Chúng ta học giáo Pháp tự nó sẽ liễu ngộ. Rồi chúng ta đoạn trừ si bằng cách là chúng ta tin nhân quả, duyên khởi, thánh đế, quý y tam bảo. Được chưa hả? Như vậy chúng ta đã làm đoạn đi ba cái yếu tố đó rồi. Còn tham dục sân nhớ theo đó mà nó mất đi một phần ngang đó là chúng ta đã đạt đến cái trung tánh thinh văn chưa tới đời thứ bảy mới đời số một như vậy nó đâu có khó phải không hả à? nó không khó nó dễ dàng, không khó gì hết à, tại vì cô thấy khó vậy thôi chứ cô đi học tới bác sĩ tiến sĩ mà cô học được sao rồi là khó cho à, nên mình thấy khó là khó vậy thôi hồi xưa mới đến Mỹ có một cái cái, cái, cái cô Phật tử chùa Diệu Pháp cô lớn tuổi như bảy mấy tuổi tóc bạc trắng hết quý thầy nhờ chở một cái ông cư sĩ nữa với một cái cái cô cô cũng lớn tuổi như vậy đó từ chùa Diệu Pháp cho thầy quá Giang xuống ở chùa Điềm Ngự thêm chùa mà đi xuống thì ngồi trên xe nhìn cô lái xe phiêu quay mình ngưỡng mộ dễ sợ luôn hí cô này già chắc bạc thêm mà của lái xe veo 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 mình lên đây chắc mình chạy xuống hố nó <laughs> không bao giờ mình nghĩ rằng mình lái được chiếc xe đấy nhưng mà tới tới cái cuộc sống nó nó vô cái thơ ép rồi phải đi mua cái xe mua xe để hành đạo chứ nhờ hoài đâu được mua xe lái đi mua xe rộng rộng cho bàn chở ghế cho tượng Phật đi họ đã quyết định là đi hành đạo mà mua xe mà nó nó thấy cái bằng lái mới cái hồi sáng đây thôi. cho nên nó giận là phải chắc chắn rằng là khi nào không thấy nó mới được lái. <laughs> cái người bán á nó 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 đứng, nó, đứng, nó đứng im nó khi nào chắc chắn là nó đi khuất rồi mới được chạy. nó, nó, nó dặn mình đấy mình hiểu tại sao nó dặn vậy <laughs> mình nói đó mấy những chuyện vô chiên thiệt khen dặn giải vào còn đứng khen dặn được <laughs> mình lái xe giờ đi siêu phiêu chạy giờ nó mới khớm chứ à, phiêu mà nó chạy chậm như con rùa tới mức mà cái xe nó chạy phiêu quay gần bên nó gõ cái xe mình cái cốc vậy <laughs> rồi nó chạy nữa <laughs> nó, 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 chạy vậy đó mình chạy như con rùa nó, nó, nhiều khi chạy nó cái, cái lề đường nó thường thường nó chạy nó chạy xuống luôn á mình chạy tới sao tự nhiên nó xuống luôn hết đường đi <laughs> đó, <laughs> cho nên là, là nó thám như vậy quý vị mà chỉ bây giờ đây cũng vậy các vị nghĩ rằng là sơ quả nó khó khăn chứ thực ra không có khó đâu nó dở ẹc không khó đâu dở hơn chạy xe rồi đấy nó, nó không có dở hơn chạy xe chỉ cần là giới cấm thủ bỏ rồi gì nữa hả à? thần kiến đừng nghĩ rằng đây là ngũ uống giả tạo chứ không phải là ta là tôi đúng này hết À, và tất cả các cảm xúc nó y như là cây chuối lột ra không còn không còn tự thế rồi gì nữa hả nghi thì mình học chân lý mình học giáo pháp suốt ngày còn nghi gì nữa phải vậy không hả còn nếu có nghi thì mình học thời gian tự nhiên cái nghi nó mất đi thì trí tuệ nó thấu nó thấu hiểu đó gọi là quyết đoán cái tuệ nó quyết đoán thì nghi nó mất Hiểu chưa hả như vậy thì đây gọi là chứng được sơ quá chứng sơ quá dở ẹt như vậy kiếp này là chúng ta chứng chết rồi à, cái quả này chúng ta ném chết con tay rồi phải không hả à? à, rồi lên đi xuống cho vui thôi bảy kiếp nữa thôi mấy kiếp nữa rồi chúng ta cũng tự mang nồi cơm điện đi nên <laughs> là, 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 nó, nó, nó vui vậy đó mình nói cho nó vui thầy cũng không biết là ai là ai cho nên không dám thọ ký đâu nghe nhưng mà chúng ta cứ học giáo Pháp, chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta cũng thấy là rõ ràng kinh có nói, luật có nói, thì chúng ta cứ chiêm nghiệm mình vui vậy thôi. Còn ai chứng được tới đâu, mừng tới đó, mình chưa chứng thì hổ thẹn, ráng mà dược lên. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Như vậy thì sự viên mãn nó có ba yếu tố. Đó là hữu học, là do quả, do căn vả đèn chi, Chữ do quá là sao? Tôi là từ một cái vị chính giải đất bất hoàng mà chưa thành thân chứng. Trạng thái thân chứng, ví dụ như một người đất được tam quả, họ thiền định. Họ thiền định rồi, khi họ đứng lên, họ thấy trong tâm của họ nó mát mẻ, thư thế vô cùng. Và mọi lý nó đều minh bạch. Tâm nó phán lặng như mặt nước hồ thu và vị này tự cảm nhận rằng kỳ diệu thay tương tự niết bàn chúng ta hiểu chữ tương tự niết bàn giống giống như niết bàn trạng thái này đến chỗ này chúng ta tuy nhận ra là chúng ta có gì có thân chứng tức là cái thân mình nó tác chứng nó chứng nghiệm chứng nghiệm bằng tự thân của mình được chưa hả không phải chứng nghiệm do trạng thái tâm tưởng vẻ vời mà chứng nghiệm bằng hành động từ thân mình nó nó lãnh hội được đây gọi là thân chứng nhưng mà ở đây vì chứng được tam quả sa môn nhưng mà họ chưa đến trình độ thân chứng chưa đến trình độ thân chứng vì sao như vậy hả hả bởi vì cái kênh của họ thuộc về là độn kênh thành ra họ tin họ hành trì thôi Chứ họ không đến cái chỗ không đến cái chỗ là, là 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 là, pháp mà đây là tính giải họ tin theo đó luận lý mà họ đi họ vượt lên tu tập được chưa hả rồi chỉ do căn nghĩa là sao trường hợp thứ hai là vì kiến trí chưa ly dục nhiễm kiến trí mà chưa ly dục nhiễm tức là chưa đắc quả bất hoàng họ đạt đến cái trình độ thiền định sâu sắc nhưng mà họ chưa đến chỗ bất hoàng họ vẫn còn trở lại chẳng hạn như nhất lai gọi là hai quá quả thứ hai thôi được chưa hả rồi trường hợp thứ ba đó là do căn và quả đó là vị kiến trí đất quả bất hoàng mà chưa thành thân chứng đất quả bất hoàng rồi đó tức là chứng tam quả rồi nhưng mà giai đoạn đầu thôi chưa thành thân chứng chuẩn bị qua a la hán thân chứng là sắp a la hán rồi đó cái ranh giới của nó như vậy đó rồi tiếp theo do quả và đen trí tức là do tính giải mà đất thân chứng tức là đất quả a na hàm rồi mới đạt đến chỗ thân chứng đó gọi là do tính giải đất thân chứng tức là tính giải giáo pháp tin vào trong giáo pháp tin vào thầy tổ mà tu hành theo đó thọ trì nghiêm mật do vậy mà chứng được tam quả và thiền định công phu đến chỗ thân chứng các vị lĩnh hội kịp không tiếp theo do quả kinh do quả kinh và đăng trí tức là do cả ba vị này đạt đến trình độ là kiến trí thần chứng kiến trí thân chứng là chính là ai là vị a la hán là hội đủ ba yếu tố đó là gì là quá là căn đánh trí đây chính là trình độ của một vị a la hán như vậy vị hữu học chỉ do đánh trí và vị do đánh trí và kênh, mà không do quả đều không được nói là viên mãn viên mãn học vị được chưa hả? Chúng ta nhìn vào chú thích số 996. Căn cứ vào định nhất định phải là hữu học viên mãn. Chỉ căn cứ vào căn và quả thì không thành viên mãn. Căn tức là lợi căn hay độn căn đó. Quả thì chưa chắc gì nó viên mãn. Nhưng mà căn cứ vào định tức là diệt tận định á thì mới gọi là viên mãn. Bởi vì khi đắc quả bất hoàn thì không nhất thiết đét diệt tận định. Tức là vị đét được tam quá sa môn lên cõi trời ngủ tịnh cư chưa chắc gì cái vị đó đét đến cái trình độ là diệt tận định. Diệt tận định là diệt cái gì? À đúng rồi. Chúng ta hỗ cho đủ là diệt thọ tướng định. Diệt là sao? Chữ diệt nghĩa là gì? Chữ diệt này là giết nuôi bại cũng có thể đúng nhưng mà nói vậy là nói sai chữ diệt cái căn bản nghĩa của nó là vén lệnh là sự vén lệnh hiểu chưa hả cho nên cái chân lý vén lệnh chúng ta gọi là diệt đế mà diệt đế tính là niết bàn cho nên niết bàn tức là là diệt thêm chữ nữa là tịch diệt là đủ nghĩa <laughs> hình dung được chưa hả như vậy chúng ta thấy ví dụ như năm giác quan tiếp xúc ngoại cảnh và nó tạo ra cái sự phân biệt chúng ta có tri giác phân biệt được trên cơ sở năm giác quan giác cái 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 sự phân biệt đó trên xuất hiện trên giác quan nào thì chúng ta gọi là thức của giác quan đó chẳng hạn xuất hiện trên mắt gọi là nhãn thức trên tai gọi là nhĩ thức trên mũi gọi là tỷ thức thiệt thức và thân thức và thân của chúng ta này là một khối ngưng tụ của thức cho nên gọi là thân thức tụ là một khối một khối tri giác nó có khả năng phân biệt kỳ diệu cả một khối à, mũi kén gai châm, chỗ nào cũng biết nó đều có gì có một khả năng tri giác kỳ diệu gọi là thân thức tụ và cái thức này chúng ta hiểu rằng kinh trần thức xuất hiện thì trong đó có gì có xúc ba yếu tố nó tương tác gọi là có xúc mà có xúc thì có cảm giác cảm giác ba loại là loại thuận loại nghịch và loại trung tính không biết rằng là lúc nào nó thuận bởi vì quan điểm mỗi người mỗi khác cho nên hở thuận với quan điểm quan điểm nó có thể là tà kiến hay chánh kiến Ví dụ như cái người mà thích đi chơi vũ trường báo ngồi thiền là một cực hình. Mà cái người thích ngồi thiền báo vũ, vô vũ trường nháy như con khí nháy dựng là khổ đau vô cùng. Phải phải không ạ? À? Nhưng mà cái người thích đi vũ trường thì họ nháy đó là hạnh phúc của họ. Còn cái người ngồi thiền, họ được ngồi thiền là hạnh phúc của họ. Cho nên cái xúc thuận hay nghịch nó tùy theo cái quan điểm. Quan điểm mình chưa bàn Nhưng mà nói chung là Xúc nó có Mà từ trên cái xúc của nó nó có Thì thọ nó sinh ra Mà từ thọ đó mà chúng ta đặt tên Thọ gì, thọ gì, thọ gì Tất cả mọi khái niệm Đều dựa trên thọ đó Mà đặt tên Và chúng ta đặt tên Là nó có tầm tứ Tầm tứ tức là gì? Là khả năng tìm kiếm ngôn ngữ Và nối ra Để cho cái người bên kia hay là xung quanh họ cảm nhận được cái thông điệp mà mình muốn muốn phát ra là cái tín hiệu tâm lý tình cảm hoặc cái mở lớn nó đều là tín hiệu phát ra như vậy thì diệt thọ và tướng ấy, và trong đó là cuộc sống chúng ta là thọ tướng là thuộc gì á và ý nghĩ chúng ta đấy ý nghĩ chúng ta nằm ở trên cơ sở của của gì của thọ tướng nhưng mà bây giờ diệt hết cái thọ diệt Tất cả thọ tướng Không còn nữa Tâm thức chúng ta phấn lặng như tờ Đây gọi là diệt thọ tướng định Thấy chưa hả Nó kỳ diệu như vậy Cái chữ đó là nó miêu tả nghĩa đó rồi Cho nên chúng ta hiểu Phật Pháp Không có gì khó khăn Do chúng ta không hiểu chữ Thành thấy nó chướng ngại vậy thôi Bây giờ ngôn ngữ nó miêu tả đúng Với trạng thái rồi Và Chúng ta cố gắng Tập hiếu ngôn ngữ là chúng ta hiếu là cái nghĩa lý của nó bên trong. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng diệt vị diệt thọ tướng định. Vị diệt thọ tướng định thì đảnh trí và do đánh trí và căn mà không do quả, nếu không được nói là viên mãn hữu học. Tức là cái trạng thái nào vậy? Là diệt căn cứ trên định phải không? Căn cứ trên trạng thái diệt nó tới đâu mà chúng ta xếp nó thuộc về cái quả nào? đến chỗ viên mãn vô học vị là sao? Trường hợp này phải do hai. Đó là do căn do và do đáng trí. Do căn tức là căn lợi hay độn. Tức là cái người, cái người họ học một biết 10 cho nên nó là do căn thành ra họ học viên mãn rất nhanh. Còn do đáng trí tức là do cái chỗ hướng đến á, do cái chỗ đỉnh cao của nó. Đáng trí này là do cái 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 chỗ là là thiền định á được gọi là viên mãn vô học vị không có trường hợp chưa viên mãn bởi quá mà thành vô vị vô học vị cho nên viên mãn cái gì thì viên mãn nhưng mà không có chứng được cái quả sa môn thì không thể gọi là vô học vị được vì vậy mà đắc được tứ thiền và tứ không ở thời gian thời gian thiền không thể nào đắc quả chỉ có đắc quả mới là giải thoát còn đắc các tầng bậc thiền chưa phải là giải thoát đắc các tầng bậc thiền nó chỉ là gì nó chỉ là giải thoát chướng thôi à, xin lỗi là gì? không phải đúng rồi giải thoát chướng tức là giải thoát nghiệp đó định đó nhưng mà nó không có tuệ nó không có tuệ vô học Do vậy cho nên là nó không giải thoát hết phiền não Thành ra ước đầu lâm phất a à la la Đến một lúc đó rồi phiền não cũng sinh trở lại ừ. Có những cõi nó vui lắm Có những cõi là cái mặt người ta giống nhau mà ở tâm ai giống ai Nhưng có những cõi là cái mặt với tâm giống nhau luôn Có những cõi thì cái mặt khác mà ở tâm giống Thành khối cần, khối cần nghĩ rằng người ta nghĩ cái gì Mình chỉ cần nhìn thấy mình nghĩ cái gì biết người ta nghĩ gì thế đó có những quốc độ lạ kỳ như vậy Chúng sanh hữu tình đa dạng vô cùng Thì Ở trong cái những cái phương diện như vậy á, Thì chúng ta thấy Mỗi cảnh giới nó bị chi phối Bởi một loại phiền não Và một loại nghiệp lực khác nhau Mà vẫn phải dùng hai Phương châm đó là Định và tuệ Mới có thể vượt qua được Cho nên không phải căn cứ quả mà xác lập cái tính viên mãn hay không viên mãn của vị vô học tức là có những người họ chứng quả nhưng mà chưa chắc gì họ học viên mãn thành ra tại sao mà Mi tiên vấn đáp đó à, năm vị a la hán ơi, mà ở hi mã lạp sơn xuống tìm na tiên tỳ kheo để dạy cái pháp luận biện và kinh giáo trong khi trước đó, năm vị cũng đã đến để mà nhiếp hóa vua Milanda không thành công. Mặc dầu họ đất A-la-hán, à cho nên vua hối có khi không biết nói và các vị phải giữ cái trạng thái im lặng như im lặng của Bậc Thánh. Hả? Các vị ở đây cũng nhiều lắm, thầy hối thường hay im lặng. Mà không biết im lặng của ai. Thầy không hiểu, cái này chưa chưa dám nói biết đâu trong đây có vị thánh nào thì sao? cho nên đó là đời đời này là 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 phàm thánh đồng cư mà thành ra các vị hiếu thầy nhiều khi dạy nói là thôi chứ thiệt không dám khinh ai, không dám chưa ai hết. biết đâu tối ngủ tự nhiên nó giật mình giác ngộ thì sao? mai thành thánh thì sao? không biết đâu nói hết á. thấy vậy đó phàm thánh là trong một sắc na đó, thành ra là chúng ta thôi cứ cứ kính trọng cho chắc ăn mình cứ vậy đó còn đấm cái vai ông thầy dạy thì mình cũng phải nói nói xong rồi thì trở lại với cái sự yên yên ổn trong tâm này được rồi chỉ do kinh tức là kinh viên mãn vô học của vị tuệ giải thoát hạng bất thời giải thoát hạng bất thời giải thoát tức là sao hả chưa đắc diệt tận định nhưng mà vị này sao bất thời giải thoát Hả? Cái đây là bất thời giải thoát này là họ giải thoát phải có điều kiện. Tức là họ phải ngồi thiền, họ yên ổn cho cuộc sống quá nhiều họ giải thoát không nổi. bất thời đó. Có thể là không có thời. Chưa đắc diệt tận định. Chỉ do đáng trí viên mãn vô học vị của vị câu phần giải thoát thời giải thoát. Đó. Đây chính là câu phần tức là trạng thái nào, bất cứ hoàn cảnh nào, cái vị này cũng giải thoát. Ví dụ như một người có trí tuệ nhiều, họ đến trong một cái tình huống nó phức tạp, đa dạng nhưng mà họ vẫn yên ổn. Họ không bị cái cuộc sống hoặc là những cái chướng ngại hoặc là những cái điều mà mà điên đảo nó nó làm phiền. Nghe thầy nói ví dụ thế này nha, cớ cái lại các vị nghe một câu chuyện nghe lại thôi. Ngày xưa thầy với Hòa Thượng bên Việt Nam đi dự một cái lễ trai tăng và lúc đó thầy đi đâu mà lái xe thì ngài hay, hay nhờ thầy chở đi tại vì căn bản là thầy lái xe honda rất là vững à, thì à, chở ngài đi đến thì khi thấy tên, trai tên đông quá à, có những cái vị mà không có mời mà đến à, không mời mà đến thì à, làm cho cái bữa trái tên đó nó thiếu thốn chuẩn bị không có kịp thì lúc có một cái vị tên có lẽ để tên này tên giả hay sao đó họ ngồi họ thấy sao ăn xong rồi mà không chịu cúng dường bị thư đó họ đi đám khác nữa thành ra là vị này nói á nhìn nhìn hòa thượng mà thà chở đi ra nói hòa thượng cúng dường ra tên này cúng đại đi chứ cúng cúng lẹ chứ người ta đi chứ thì lúc đó thầy thầy nhìn thấy nó chướng làm sao đó sao nó vô phép giới sợ luôn phải không ạ? À? Thô tháo mà vô phép giới sợ luôn. Ở đời mà cái lễ phép tối thiểu cũng được như vậy, cư sĩ cũng được như vậy. Con nhà có giáo dục cũng cũng không được như vậy đó. Chứ đừng nói là là là, là, là mang áo khai sao khổ thiệt. Rồi cái mình nghĩ trong tâm mình chướng, mình phát nguyện có duyên mình, mình chấn chỉnh Phật pháp, mấy anh này cho đi chân bò hết. <laughs> Tức là mình mình nghĩ vậy đó, trong đầu mình nghĩ nghĩ vậy đó. Còn Ngài thì sao? Thầy ta nhìn thấy Ngài, Ngài nhấy, nhấp mấy cái giờ này Giống như là có cái bụi rác nó vô mấy cái Ngài Ngài nhấy cái cho nó rớt xuống vậy đó. Rồi cho chừng đi về, lái xe đi về giữa đường Thầy mới hỏi thưa Hòa Thượng Sao khi ông Thầy lạ quá Hòa Thượng Cái ông Hòa Thượng nói lạ chuyện gì ông nào? <cười> <cười> cái, cái nó kêu ông sống đâu ông nói bà thượng nói cái anh nói, à thì đúng rồi Thì anh phải thúc giục để anh đi đám khác nữa chứ <laughs> Cái là, là anh, cười khì khì Thế mà cái người thượng á ông, ông hối lại Ông hối chứ mà người ta cũng dường ông được nhiều Ngày chiến đồ tài vậy đó cái mình thỏ thỏ túi nó còn chưa, chưa, chưa xem nữa Thọ thò lấy ra Đấy, nó Cũng hai trăm Cái ông thò thò đó nói Ông nói tôi được ba trăm ngài nói chắc tôi hòa thượng ngồi trên bằng chứng minh chắc được nhiều hơn ngài, ngài, nói cho nó trôi qua cái câu chuyện rồi ấy, nó đi chuyện khác nhưng vì tu hành như vậy họ không có để cho cho cái phiền não như những bụi rác như vậy nó làm tâm họ nó phiền và chúng ta thường hay câu mâu ở trong chân lý chúng ta hay chuộng cái 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 sự tử tế mà trong khi cuộc đời không có tử tế thì sao hả? à, Thì mình bị phiền não phải không ạ à? Cho nên mình thiếu định thiếu tuệ Còn những vị câu giải thoát Lúc nào họ không giải thoát Trạng thái nào họ không giải thoát hết Chúng ta học những cái bài học như vậy quý vị Học nhiều lắm Nhiều khi mình nghĩ mình hay Nhưng mà nghĩ kỹ lại Rồi so sánh Rồi chiêm nghiệm những bậc tu hành Mình mới thấy mình cần phải sửa Do cân và đáng trí Viên mãn vô học Của vị câu phần giải thoát hạng Bất thời giải thoát Tức là trường hợp đã đắc diệt tận định và và đầy đủ tất cả cái sở học thì đây gọi là là viên mãn vô học được chưa hả cảm ơn đại chúng đã lắng nghe hôm nay chúng ta dừng ở đây hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản đều vô thương lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời